Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý trên thị trường nông sản. Thưa quý vị và các bạn, giá một số mặt hàng trái cây hiện đang giảm rất mạnh. Bơ bút đặc sản từng có thời điểm giá bán lẻ tới hơn 100.000 đồng một kg, mấy ngày qua chỉ còn 10.000 đến 12.000 đồng một kg, trong khi đó thì giá chanh dây cũng đang thấp kỷ lục. Từng có giá bán lẻ lên đến hơn 100.000 đồng một kg, bơ bút, loại bơ đặc sản tại các tỉnh Tây Nguyên, năm nay giá rớt thê thảm. Giá bán tại nhiều nhà vườn chỉ còn 10 đến 12.000 đồng một kg. Giá bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ từ 25 đến 35.000 đồng một kg, giảm chỉ bằng 1/3 so với năm trước. Theo các thương lái, nguyên nhân là do bơ bút gần đây được trồng nhiều nên giá hạ. Đồng thời, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc tiêu thụ bơ gặp nhiều khó khăn. Khoảng giữa năm 2018, thời kỳ hoàng kim của cây chanh dây tại Đắk Lắk, giá bán loại trái cây này lên đến 36.000 đồng một kg. Nhưng cũng do diện tích và sản lượng tăng vọt nên giá chanh dây tại Đắk Lắk hiện chỉ còn 2 đến 3.000 đồng một kg. Trong khi với mức giá dưới 5.000 đồng một kg, người trồng đã thua lỗ bởi một sào chanh dây, chi phí đầu tư giống, phân bón, nhân công chăm sóc hết khoảng 10 triệu đồng. Nhiều nhà vườn chán nản, bỏ chanh rụng đầy gốc. Giá lợn hơi có vẻ như đang vào chu kỳ ổn định. Hôm nay tiếp tục đứng yên tại hầu hết các địa phương, phổ biến trong khoảng từ 74 đến 78.000 đồng một kg. Thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, giá lợn hơi đã xuống 75.000 đồng một kg. Thị trường lợn hơi miền Bắc hôm nay phổ biến vẫn giao dịch quanh mức 75.000 đồng một kg. Trong khi đó tại miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động từ 75 đến 78.000 đồng một kg. Cao nhất là Quảng Nam, Lâm Đồng và thấp nhất là các tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh. Khu vực phía Nam hôm nay giá lợn hơi giảm nhẹ một vài nơi, thấp nhất là thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai còn 75.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại chênh lệch không đáng kể, từ 77 đến 78.000 đồng một kg. Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều mô hình nuôi cá nước lạnh đã được một số tỉnh miền núi phía Bắc của nước ta triển khai. Tại Hà Giang, xã Nậm Ti thuộc huyện Hoàng Su Phi đang trở thành địa phương đi đầu trong nuôi cá nước lạnh, mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Gia đình anh Xin Văn Vu, thôn Tân Minh, xã Nậm Ti là một trong những hộ đi đầu trong phong trào nuôi cá nước lạnh ở huyện Hoàng Su Phi từ năm 2013. Mới đây, anh còn mở rộng mô hình nuôi thêm cá hồi. Năm 2019 thì cũng đã lãi thì là được khoảng 200 triệu. Xã Nậm Ti là một trong những xã nghèo của huyện Hoàng Su Phi với địa hình dốc. Từ xa xưa, đồng bào ở đây chủ yếu canh tác lúa ruộng bậc thang. Nhờ khí hậu mát mẻ, nguồn nước dồi dào nên những năm gần đây, một số hộ trong xã đã mạnh dạn đầu tư nuôi cá tầm và cá hồi, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ có cái mô hình cá tầm này thì chúng tôi đang gắn dần để trở thành một cái thương hiệu nhất định của xã. Đặc biệt là các cái sản phẩm cá sau này là phải có cái sự chế biến. Chúng tôi cũng đề xuất với huyện là sau này có cái các cơ sở chế biến để nó thành cái sản phẩm đầu ra cho nhân dân, thì đem lại cái lợi ích về cái phát triển cái tầm quy mô hơn. Để vận động người dân tham gia nuôi cá phát triển kinh tế, bản thân chủ tịch xã Nậm Ti cũng là người gương mẫu trong việc thực hiện phát triển kinh tế gia đình từ nuôi cá. Những năm gần đây, Đảng bộ và chính quyền xã Nậm Ti luôn quan tâm cho công tác phát triển nghề nuôi cá nói chung và nuôi cá nước lạnh nói riêng tại địa phương, khuyến khích người dân phát triển kinh tế. Nhờ thế mà tỷ lệ hộ nghèo của xã Nậm Ti liên tục giảm trong những năm gần đây. Năm 2017 còn 11,7%. Đến năm 2019, số hộ nghèo đã giảm chỉ còn 6,7%.